nhảy từ cái mương bên này qua bên này á các bạn. Râm vô đây cũng 20 mét rồi mà thấy cũng đuối thiệt luôn á. Rồi họ xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay là ngày 31 tháng 5 nha các bạn. Tình hình dịch bệnh nó bùng phát ở trên thành phố Hồ Chí Minh dữ quá các bạn. Nên cái thời điểm này chắc mình cũng hạn chế đi Quốc nha các bạn. Mỗi tuần cao lắm là mình sẽ lên một clip thôi các bạn. Chứ cái mùa này thứ nhất là chim nó ấp với nó để nó mơ mấy nó không kêu các bạn. Như nó ốm nó yếu lắm. Mơ nó không có kêu nó không khó đá hơn. Nên mình sẽ hạn chế đi Quốc nha. Thì cái điểm này... chỗ này mát mát. Thì cái điểm này nè các bạn. Thì anh lượm vô anh mở máy á, thì nghe nó kêu. Nhưng mà đặt con mồi xuống kêu một chập á thì không nghe con nào trả lời hết đó các bạn. Thì sáng nghe anh nói vậy đó. Thì mình hôm nay buổi trưa các bạn, 1:30 gần 2 giờ rồi, mình sẽ xách hai con mồi xuống đây mình quấn thử thứ nha. Hôm nay mình đi con mồi trống với lại con mồi sái bụi tre mình nha các bạn. Con mồi sái bụi tre mình hôm nay tiếp tục đi nè. Để mình vô mình tìm thử cái điểm nào nha. Rồi lại tiếp tục một con mương nữa các bạn. Coi thứ điểm nào im im mình mát mát mình quýnh thử nha. Xin lỗi qua con mương đây nữa. Hôm nay mình sẽ quýnh tách riêng ra nha các bạn. Mỗi con mỗi nơi nha. Đầu tiên mình sẽ quýnh cái con mái cái bên bụi đó các bạn. Cái con trống thì mình sẽ quýnh bên này. Quýnh một chập mà nếu mà con bói nó không chạy á các bạn thì mình sẽ kè chung lại nha. Lội qua mương này các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt máy quay nha. Mình lên bố trí con mồi rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Mình đem hai máy quay, mình quay hai con mồi hai máy luôn. Đem thêm con trống con mái, nhưng mà chỗ đây mình bố trí con mái thôi nha các bạn. Rồi con trống mình đi bố trí chỗ khác nha. Rồi con mái chỗ đây nha các bạn. Vậy là con trống mình xách qua bên này. Rồi con trống chỗ này nha các bạn.
đầu máy ghi vô chỗ kín xíu nha bạn.
các bạn. Biết cái máy quay trong đấy nó có quay trong đó nó có còn quay không nữa. Rồi cái máy quay tắt đuôi luôn. Có tay luôn. Máy quay trong đây hình như nó đầy thế nhớ sao các bạn. Tắt đuôi mất rồi. Cái con mồi mồi sấy bụi tre này các bạn, nó lụm đầu con nhưng mà cái máy quay trong đó hình như nó đầy thế nhớ sao tắt mất rồi bạn. Bó tay luôn. Xíu mình về mình coi thứ sao mà nó hay bị tắt lắm bạn. Cái máy quay đó máy quay phụ quá. Cái máy quay đó máy quay phụ nó hay bị tắt lắm bạn. Xíu về mình coi cái nó tới đoạn nào mà sao nó tắt tiêu vậy. Nãy mình quýnh tách rờ ra hai con hai nơ các bạn rồi mình mới mình mới gộp chung lại. Chung lại mà cái con mái mình đặt ở trong kín đó các bạn thì nó lụm đầu. Clip đây điều mình đang lên nhưng mà nó không có cận cánh hả các bạn. Nếu mình xách qua bên này rồi mình rồi. Hôm nay mình đi trống với con mồi sấy bụi tre nha các bạn. Thì mình hốt đầu được một con nhưng mà cái máy quay phụ nó quay nó bị sao nó tắt mất bạn. Cái quay cận cánh nó lại bị tắt mất. Tiếc quá là hôm nay mình quay nó cận cánh mà nó bị lỗi kỹ thuật cái máy quay nha các bạn. Đây các bạn, con trống cái mặt nó còn lem nha. Thì hôm nay mình đi cái con mồi sấy bụi tre mình với con trống. Hôm nay mồi sấy bụi tre mình nó kêu dữ lắm các bạn. Nó hết bữa rồi nó kêu dữ lắm. Nhưng mà con cái là cái máy quay này nó bị nắng quá các bạn. Chiều lại cái nó nắng nó chiếu vô á, nóng quá nên cái máy quay nó tạm dừng lại cái phút thứ 8 này các bạn. Nên rất tiếc là cái clip này mình không có quay được cái cận cánh nó vô đá như thế nào nha các bạn. Rất tiếc. Rồi cái clip hôm nay mình cũng xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Bây giờ cũng là 3 giờ chiều rồi các bạn. Rồi, mình cũng xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nha. Mỗi tuần chắc mình lên một clip thôi các bạn. Rồi, bye bye nha.